tới ngã ba đường, không ai níu ai được. Ngay còn lúc sống nè, còn ai níu ai được, đừng nói chúng chết. Lúc sống đây mà mẹ con, cha con, là nói về cái tình sâu đậm giữa cha mẹ con cái ra ha, rồi không níu nhau được, rồi cái chuyện vợ chồng cũng không nắm níu được. Đó có cái người Phật tử đó, cô bị ung thư á, họ cũng gần chết, lại tụng kinh đó cô la quá trời, chỉ có mong được sống thôi, mong được sống thôi mà sống không được. Theo con người mình tham lam, mình ích kỷ, mình đủ thứ á, thì chứ mà tới chừng mà tới cái giờ phút mà tử thần nó réo gọi á, cái giờ đó chỉ mong cho mình được sống thôi, mình không cầu gì khác hết á, mà cũng không được. Có khi mình còn mạnh khỏe thế này nè ha, mình đủ thứ chuyện giận hờn, chuyện gấp nhất, chuyện gì mình cũng làm ra nó chuyện được hết á. Nhưng mà tới một ngày, tới giờ phút cuối cùng cuộc đời thôi, giống như giờ nếu mà tôi đi khám bệnh, bữa nay bác sĩ nó 3 tháng nữa chết đó, là ví dụ vậy đó, là mới biết được là mình có sợ chết hay không sợ chết. Đi khám bệnh rồi bác sĩ cứ nói là còn lâu, không có chuyện gì, có chuyện gì là thôi, chuyện... Trời lạnh rồi, đẹp đâu. Có gì tin bạn nó dạo này thấy đẹp, đẹp đâu, thấy lạnh tới rồi, bệnh tới rồi. Mình còn đi lại được á, thì chúng ta còn đỡ lắm á. Tưởng tượng mà nằm một chỗ á, nhưng mà cụ giờ sưng hai cái chân hết trơn, sưng nó no tròn, chắc là cái thận nó hoạt không được á cô, nằm hoài á. Cho nên mình tôi biết chấp nhận kiếp này á, mình hiểu được rồi, mình chấp nhận, mình trả cho cái gì đó quá khứ đi, nếu đủ khả năng. Nhưng mà làm sao mình cắt đứt ngay kiếp này nè, mình đừng có tạo nữa. Đó là cái điều là gọi là ý thức tu hành. Chứ còn nhiều khi mình nói thì dữ, nhưng mà mình cứ mình miệng mình sám hối rồi mình cứ mình tạo tới không. Cứ rồi còn sát sanh, còn hại mạng, còn trù rủa hơn thua đủ thứ, sao mà hết được. Cho nên cái hay nhất cái kiểu này, cái gì mà mình thấy nó không xong, mình cắt cái duyên đó đi. Mình cắt cái duyên ra, mình đừng có... Tôi đang tập á, mà biết có được không, hay là già chó nó cũng chưa hết, nó cũng vào trở lại với mình nữa. Chứ còn mình cắt được cái duyên đó, mình nhẹ lắm. Tôi nói hồi xưa tôi hay giận, hay buồn. Giờ suy nghĩ là cái nhiều khi cũng giận cũng buồn, nhưng mà giận buồn mình buồn thí dụ như cái chung á, cái chung mình buồn, thí dụ mình thấy Phật pháp mới đang suy di, những không mình không may mắn gặp được những người hết lòng để bảo vệ đạo thì mình buồn, ta buồn quá thì thôi chứ không buồn cả gia đình chi. Tôi khi tôi thấy Phật pháp tôi thương là tại sao mà ít có cái người cảm thông được cái lời Phật dạy rõ ràng, thấy thương cho Phật tử vậy thôi chứ cũng nghĩ là cũng không buồn gì nữa. Nhưng với thầy, ví dụ như thấy với thầy cũng vậy, thương là một ngày nó luôn qua rồi đó, thì nó không có cơ hội nó trở lại, mà không chịu đi học cho giỏi, cho hiểu lời Phật dạy, mà chỉ đi học những cái chuyện phù thế á, cuối cùng là lấy cái khôn ngoan ở đời á để mà đấu đá với nhau á, nó uổng cho cái đường tu của mình lắm. Ông bà nó khôn ngoan á, ra cửa quan mới biết
Nhiều khi mình thấy không, mình cứ mình khôn ngoan chứ mình đã tới cơ quan mình làm mắt mình tỉnh liền à. Mới 7:30 sáng rồi đó, mà nếu mà được có cái đồng hồ thì 8:30 rồi, thấy không, mà nó còn tối vậy đó. Cái mùa này 10 giờ đó đó nó mới làm việc. Hình như có, hiện giờ trên thế giới có người sống 120 mấy tuổi là lớn nhất luôn á. Có bà cụ sống 120 mấy tuổi, họ sống nè, tội nghiệp, cũng đâu có làm gì được, nó khổ. Cái giò gì sao ngồi máy bay đâu, phải kê gì là thì mình nó đỡ đau, mà cứ thọt cái giò xuống hồi để đi xe. Xe nó hỏi là trả tất cả luôn. Tất cả đều đó, cái hệ thần kinh á, mà nếu mà cái bác sĩ kêu nó, mà nếu mà mình bấm huyệt, mình cạo trúng hệ thần kinh á là nó không có đau. Biết đâu, nói mình đâu có làm mấy chỗ đó đâu. Nay cô y tá có đưa cái giấy là đi là đưa bác sĩ là kiểm tra cái giò tôi nè. Tôi mới nhớ tôi thắt giò vô túi rồi nè. Cho nên nếu mà ngày nào có về thăm lại quê hương, về thăm bà cha mẹ chắc phải đi ghế hạng sang rồi. Họ không được, ngồi ghế thường ngồi không được, không nổi. Chỉ có người có lý tưởng gì đó họ ngồi nổi, ví dụ như mấy người đài á, họ có lý tưởng gì cao cả họ ráng họ ngồi, chứ tôi nghĩ đây về tới Việt Nam mà ngồi ghế thường không ngồi nổi. Không phải sang, nó ca nó đau kỳ cục lắm. Cứ ngồi xe bạn hỏi cái nhúc nhích. Rồi ví dụ như tụng kinh mà ngồi kiết già nó dồn bao nhiêu cái thịt xuống hai cái giò đó, đứng lên nó chết luôn rồi. Cái khoai tây đó đó, chi kho ăn cũng được. Cái khoai tây đó là chiên chả giò cũng ngon nữa, là phải chiên. Để coi như là thầy bên 14 muốn về Việt Nam. Cô là 15 tây đi, tới 15 tây tháng sau rồi mới trở về. Là một tháng, tại nhà là coi như là gom tụ tới đông rồi cái cuối cùng đi láng hết rồi còn mình tôi nữa vậy đó. Rồi. Vậy như năm nãy chi rộng. Để láng 5 năm, 10 năm nữa ở nhà nhỏ thôi, hết ở vô khung nhỏ xíu cho rồi. Lộng mà mà thế mộ, thấy không? Không có cắt dĩa nhà là tôi đâu có lên lầu. Lầu sợ té ai hai.
Còn hãy lên theo lại ở trong vùng cả ngày tên tảnh luôn, không có xuống. Có chuyện gì làm ha, nó mau tới giờ lắm, ngồi có thấy còn từ nãy ngồi canh ngồi chờ chứ tới 8 giờ thôi mà còn hoài không tới giờ đi. Để trời mưa đi ra đường sợ nó té. Trời ơi, trong nhà còn chờ đợi cái giờ đi bác sĩ mà ngồi. Đi ngồi về đi còn thay đồ rồi rau mình rồi thay vớ từ hồi 4 giờ tới giờ này. Cảm ơn còn mình làm gì nó không kêu thời gian. Tính với ông vậy chứ, chứ ông ăn gì thì không để chở nó đi nữa. Hay là cũng đi thấy máu luôn. Ông tính đó, chứ không anh thì kẹo. Ông ra ông đứng ông la làng cái ông tính ông dậy chưa vậy, ông ăn sáng rồi ông chạy tôi đi bác sĩ coi. Bên giờ cũng còn ngủ hả? Viêu đó cái test này không nổi luôn mà. Tôi ngủ được, tôi cũng biết tại sao ngủ được, nó ho. Nó ho rồi ngủ được cả đêm thì nó ho quá rồi ho. Mình đo cái đàn hồi vô với cái máy của bác sĩ có giống không? Thế thấy cái tức làm gì? Ồ, qua mới mua hai cá rồi hả? Ê, cái đỏ còn không? Mua đỏ còn không cô? Còn gì hết rồi hả? Thì thôi đi gì thôi, đều xanh không cũng được. Không có đâu, đó không có, tụi đâu không có.
place the cup at the same level as your heart. Do not move and keep quiet. Màu đỏ chứ không quá thôi. À được, đó được đó. Thì được. Được, cái hôm qua hai bịch, có bịch thì ba bịch hết trơn luôn hả? Để đo cái đó, rồi mình hồi ra là đo bác sĩ đo cho nó giống chứ không? Mười hai tám. Mười hai tám tốt đâu có gì đâu. Bởi không dám ăn tôi bị mặn là vậy đó. Mười hai tám. Nhịp tim nay cũng khỏe đến 78 à. Cái từ từ nhịp tim tôi hay lúc nào cũng 90 trở lên á. Buổi sáng nó mát nè. Hồi sáng nó mát. Mà ngồi cái gì tới bác sĩ thì không có nè. Bữa nay là coi là cái sàn túi mật á, quan trọng là hứa tháng 11 là coi là cái sàn túi mật á, chứ cái nếu mà nó mòn nó ra thì khỏi mổ đó, tôi sợ có nhiêu đó à, mà mổ nội soi nó có đau gì mà tôi sợ lắm, để chỗ trúng thuốc chỗ mai thầy, trúng thuốc sổ ra hết đi. Sẵn thận mà sẵn mặt đó tôi hai thứ là nếu mà sẵn thận thì nó không sao mà sẵn mặt cái thì phải mổ gì đây thì bác sĩ chú từ hôm nay bữa tháng 11 bữa nay là vừa thứ máu này là coi vụ tiểu đường vừa rồi lấy 4 ống máu lần một lần đi lấy 4 ống máu lần rồi nó làm gì mà nó test cái gì mà nó giống như kem mà đó rà cái chỗ cái bụng mình á ngày mai có kết quả lúc nay mai có mê tự động đi vô mình rồi còn 20 phút nữa mới 8 giờ bây giờ là chờ tới 10 giờ 8 giờ ra phải ngồi chờ tới 10 giờ 10 giờ tới 12 giờ. Tại sao mỗi lần nó đi bác sĩ mỗi lần sợ gì đâu. Mất hết một ngày trời. Dạ.